chợ nông sản Đà Lạt với nhiều gian hàng kinh doanh buôn bán khoai tây. Phần lớn ở đây là sản lượng khoai tây Trung Quốc nhập vào. Với đầy đủ giấy tờ và điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm nên được phép kinh doanh. Khi chúng tôi thắc mắc về quá trình xử lý khoai tây Trung Quốc và sự chênh lệch giá cả mua vào, bán ra thì nhận được sự giải thích. Cái giá của nó là 3.000 mấy này. 3.520 đồng. Nhưng đấy là tại bên Trung Quốc là cái giá nó như vậy. Nhưng từ cái cửa khẩu ấy nó vận chuyển đây này, cước vận chuyển nữa. Vận chuyển về đây thì cái giá thành nó đội lên. Đến cái bà bỏ cho cái bà con tiểu thương ấy thì cái khoai là nó vừa hư này. Đấy, rồi cái công người ta làm rửa khoai thứ thì nó phải đội cái giá thành lên. Lời khoảng 500 đồng ký. Cái củ khoai á là cái gà khoai Đà Lạt cũng vậy. Bây giờ người ta đào ở vườn về, bao giờ người ta cũng phải bỏ một chút đất vào trên cái giỏ củ khoai để nó hút cái độ ẩm của cái củ khoai, nó để không có hư, chứ không phải là làm áo. Hiện nay, sản lượng khoai tây Đà Lạt có mặt trên thị trường rất ít, chủ yếu là khoai cũ được dự trữ từ mùa trước. Những người kinh doanh khoai tây Đà Lạt tỏ ra lo lắng khi mà khoai tây Trung Quốc với giá rẻ tràn vào thị trường, kéo theo giá khoai tây Đà Lạt sụt giảm. Thì đây khoai năm nay khoai Đà Lạt cũng cao đấy chị ơi, mấy năm còn khoai tôi Đà Lạt năm ngoái là tháng được 20 mấy ngàn á, nhưng mà giờ nó cũng không cao đâu. Vì sao vậy chị? Tại nói chung cái lượng hàng nó còn nhiều quá, cũng còn hơi nhiều á, cái này nói chung giờ người ta cái khoai chung cái rẻ hơn, cái tăng chung hết thôi. Theo Ban Quản lý Chợ Nông sản Đà Lạt cho biết, trong 2 tháng trở lại đây, có khoảng 200 tấn khoai tây Trung Quốc nhập vào chợ đầu mối này. Tuy nhiên, khi tìm hiểu tại một số chợ bán lẻ ở Đà Lạt, thì các tiểu thương bán lẻ đều khẳng định không có khoai tây Trung Quốc, mà toàn là khoai tây Đà Lạt. Khoai Đà Lạt hiện giờ là vẫn còn, nhưng chưa thấy khoai Trung Quốc. Người ta đâu có biết được là hàng Trung Quốc, hàng Đà Lạt. Thì người ta phải thấy cái giá rẻ thì người ta mua thôi, người ta đâu có nghĩ là khoai Trung Quốc, Đà Lạt, người ta đâu phân biệt được. Ít có người phân biệt được lắm. Vậy câu hỏi đặt ra là khoai tây Trung Quốc tại sao lại không có mặt tại thị trường Đà Lạt và không phân phối trực tiếp đi các thị trường bán lẻ khác mà lại lên Đà Lạt rồi mới phân tán? Có chăng khâu trung gian này là để đổi đời khai sinh lại cho khoai tây Trung Quốc? Người nhập đi thì vẫn là khoai Đà Lạt riêng, khoai Trung Quốc riêng, nhưng không có, còn có cái xuống mà cái chỗ người ta bán ở dưới người ta tiêu dùng ấy, người ta bán cho người tiêu dùng ấy thì người ta nói bảo khoai này khoai kia thì bản thân chúng tôi không biết được. Sự nhập nhằng giữa khoai tây Trung Quốc và khoai tây Đà Lạt đã gây nên một sự hoang mang đối với người tiêu dùng. Bây giờ nó trộn đất rồi nó lăn qua đất rồi mình cũng không, cái khoai Đà Lạt dễ nhận ra lắm. Mà bây giờ nó trà trộn mình cũng không biết nè. Cô cũng sợ. Có lần cô mua về cô trẻ ra thì nó thâm là cô cứ thấy. Còn tại các nông hộ trồng khoai tây Đà Lạt, họ đã phải đổ mồ hôi công sức trong mùa mưa này, đánh cược với thời tiết để có được những sản lượng khoai tây Đà Lạt ít ỏi thì lại rất bức xúc. Pha mình ở đây làm không có canh cạnh được, cho nên là bây giờ yêu cầu nhà nước làm sao mà để mà quan sát cái pha của Trung Quốc đó, cho nó ấy, để pha Đà Lạt cứ mất giá miếng mà làm không được. Mùa này cô nó đâu có phải chuyện dễ đâu, khó làm lắm. Hội nông dân xã Xuân Thọ, địa bàn trồng khoai tây lớn nhất thành phố Đà Lạt cho biết, nếu vào mùa khô, địa phương này có 200 hecta sản xuất khoai tây, thì hiện nay giảm xuống chỉ còn khoảng 30 hecta do khó canh tác và năng suất thấp. Người nông dân đánh liều đầu tư sản xuất khoai tây vào mùa mưa này là mong có giá bán cao để bù lại chi phí sản xuất. Nhưng với tình trạng khoai tây Trung Quốc tràn vào như hiện nay, kéo theo giá khoai tây Đà Lạt sụt giảm đã đem lại cho họ những khó khăn. Cái giá khoai tây hiện tại như là thời điểm này, năm ngoái là 18 đến 20 ngàn một ký, mà năm nay chỉ có 11, 12 ngàn. Nếu mà bán thì phải nói rõ khoai tây Trung Quốc để cho người tiêu dùng, người sản xuất người ta họ có được cái thông tin, họ có cái kế hoạch trồng khoai tây cho nó đảm bảo. Như vậy là khoai tây Trung Quốc được nhập về Đà Lạt rồi xuất đi các tỉnh khác với tên gọi gì thì không thể ai có thể quản lý được. Chỉ biết rằng khi khoai tây Trung Quốc tràn ngập vào thị trường thì nông dân trồng khoai tây Đà Lạt lại chịu thiệt thòi, người tiêu dùng lại hoang mang. Và hiện tượng vàng thau lẫn lộn vẫn tiếp diễn. Điều đó đồng nghĩa rằng
lòng tin của người tiêu dùng vào khoai tây Đà Lạt ngày càng sụt giảm. Người sản xuất khoai tây Đà Lạt ngày càng khó khăn và đứng trước nhiều thách thức của sự cạnh tranh không lành mạnh. Và khi nào khoai tây Đà Lạt được gắn thương hiệu và có được sự cạnh tranh lành mạnh để xứng đáng với giá trị của mặt hàng nông sản được người tiêu dùng ưa chuộng này, người sản xuất và người tiêu dùng được bảo vệ lợi ích chính đáng? Câu trả lời thuộc về các cơ quan chức năng.